Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, theo quý vị, vận xui là như thế nào? Theo quan điểm của các nhà tâm linh học cho rằng, vận xui là một sự an bài đã được ông trời sắp đặt trước cho mỗi người. Theo quan điểm của tử vi, những gia chủ gặp xui xẻo là do đến thời vận, gặp năm xui, tháng hạn, xung khắc với những thời điểm xấu. Theo đó, trong ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch tới đây, vận xui bắt đầu đeo bám theo những con giáp này, khiến vận số của họ đi xuống tận đáy, tận cùng của xã hội, không ngóc đầu lên được. Không chỉ tiền bạc đội nón xa đi, mà vạn sự cũng gặp phải bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, bán nhà trả nợ, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị đang lo lắng, thắc mắc liệu mình có nằm trong những con giáp xui xẻo này hay không? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Tý. Trong công việc, người tuổi Tý cần phải thận trọng ở mức tối đa trong ngày thiên quan xuất hiện. Đừng xem nhẹ vấn đề dù bạn rất tự tin với năng lực của bản thân. Tương hại xuất hiện không nên là nguyên nhân cho bạn thoải mái thể hiện sự bực tức của mình. Lúc này, bạn cần hết sức bình tĩnh khi giải quyết công việc cũng như ứng phó với những rắc rối tìm đến, tránh lặp lại những sai lầm từng diễn ra trong quá khứ. Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh dành thời gian chăm sóc mối quan hệ xung quanh của mình, bao gồm cả với vợ, chồng của bạn. Trong đời sống gia đình, bạn nên học cách tôn trọng nhu cầu của nhau, tránh việc gây ra tổn thương. Để hóa giải vận đen và chiêu mới may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Tuổi Tý được dự báo cũng là một trong những con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay. Do đó bản mệnh cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với những chuyện rắc rối có thể xảy tới với mình, tránh rơi vào tình huống bị động. Công việc không thuận lợi như bình thường, tâm trạng bạn đang rối bời do chuyện tình cảm. Chính vì vậy bạn khó lòng mà tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Con giáp này chưa thực sự chú tâm vào những gì mình đang làm, giải quyết công việc theo hứng nên khó mà đạt được hiệu quả như mong đợi. Bạn tốt nhất nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của bản thân, thay đổi cách thức làm việc và có trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm, kẻo rắc rối sẽ lớn hơn bạn nghĩ. Phương diện tình cảm cũng khiến bạn khó được an tâm, tình yêu lứa đôi ngày càng lâm vào bế tắc khi cả hai đều không còn dành cho đối phương quá nhiều sự kiên nhẫn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề. 2. Tuổi Thìn. Thương quan cho thấy đây là giai đoạn đời sống người tuổi Thìn có nhiều áp lực hơn, có nhiều thứ bạn cần phải nắm giữ nhưng không muốn chúng trôi qua kẽ tay. Bạn cũng cần thể hiện sự quyết liệt, quyết đoán trong từng hành động, nếu không có thể vấp phải tranh chấp, cạnh tranh với người khác. Thổ khí vượng là lời cảnh báo tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh. Đừng quá xem nhẹ chúng vì đó có thể là nguyên nhân khiến bạn trong tương lai sẽ tiêu tốn tiền bạc không hề nhỏ. Hãy tìm hiểu một số món không nên ăn để phòng tránh tình trạng bệnh của bạn nặng thêm nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tế Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Vận xui đeo bám còn khiến chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này không được như ý muốn. Các kế hoạch không được tiến hành đúng dự định và gây ra số tổn thất nhất định. Nhìn chung, chuyện làm ăn ở thời điểm này khá là ảm đạm, một mình tuổi Thìn phải xoay sở đủ đường. Có thể mọi thứ diễn ra không như ý muốn khiến bạn lo lắng và hoang mang. Nhưng nếu là chuyện đã xảy ra rồi, bạn nên học cách chấp nhận và tìm giải pháp thay vì cứ than vãn. Cuộc đời thăng trầm là chuyện bình thường, chỉ cần thận trọng hơn, thay đổi suy nghĩ linh hoạt hơn là sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro. 3. Tuổi Tỵ. Hôm nay kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ cần giữ bình tĩnh khi đối phó với mọi vấn đề, tránh thái độ nóng nảy gây ra những sai lầm không mong muốn.
Hãy xem khó khăn ở hiện tại như là cách bạn nuôi dưỡng động lực và ý chí để cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa bạn nhé. Tam hội mang lại cho bạn tư duy tích cực, nhờ đó mà có sức ảnh hưởng tốt đối với người thân, bạn bè. Không những thế, họ cũng tương trợ lại bạn, chỉ cho bạn cách thức để giúp bạn đối phó và nắm bắt cơ hội. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bạn tìm đến những cách phù hợp để giải tỏa căng thẳng. Có vẻ một vài kế hoạch du lịch sẽ giúp bạn tìm lại cảm hứng và nguồn năng lực tích cực. Về mặt sức khỏe, bạn nên chú ý dành thêm thời gian cho việc luyện tập để cải thiện vóc dáng. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Ngọ. Tỵ Kiên xuất hiện không phải là điều gì đáng sợ mà tuổi Ngọ phải tìm cách trốn tránh. Đã đến lúc bản mệnh cần nhìn nhận các vấn đề trong quá khứ và học cách giải quyết sao cho ổn thỏa, tránh những tranh chấp không đáng có. Nhờ Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt mà con giáp tuổi Ngọ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người thân của mình, hoặc ở nơi công sở chỉ cần có người nói đỡ là bạn thoát được rủi ro không đáng có. Thổ hỏa tương sinh dự báo trong đời sống tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự an ủi, quan tâm hoặc cũng có thể vương vấn nhiều hơn về mối quan hệ đã đi qua. Bạn cần điều chỉnh tâm lý hướng tới khởi đầu mới tích cực. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Thân. Người tuổi Thân có thể thoát được rắc rối liên quan tới tiền nong khi có chính tài tương trợ. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh về tình hình tài chính và ngược lại, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu. Ngũ hành tương sinh mang lại sự vui vẻ cho bạn tại nơi làm việc. Hôm nay dường như bản mệnh làm việc gì cũng được giúp đỡ nhiệt tình, mọi người cũng rất đánh giá cao vai trò của bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Tuất. Thương quan xui rủi khiến người tuổi Tuất có xu hướng lỡ lời, làm tổn thương cho người khác. Lời khuyên quan trọng nhất cho bạn trong tuần này là chú ý đến trạng thái cảm xúc cá nhân thay vì chỉ bận rộn với những người khác, những yêu cầu khác. Mùi Tuất tương phá cho thấy làm việc gì cũng dễ bị hỏng hoặc sai sót. Thay vì đuổi theo số lượng thì bản mệnh nên tập trung hơn về chất lượng. Thay vì suy nghĩ quá đơn giản, thiển cận như trước thì bạn nên quan sát kỹ càng và nhạy cảm hơn với vấn đề. Bạn nên chủ động và trở nên vui vẻ hơn trong các cuộc vui. Tính cách ít nói, đơn điệu và không có cá tính riêng thực sự không gây ấn tượng với người khác giới ở những lần đầu gặp gỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 26 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.